Tối 24 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) phát hình ảnh xúc động về một bệnh nhi Covid-19 được đưa đi điều trị. Đoạn video được điều dưỡng Nguyễn Thanh Trúc, nhân viên phòng chống dịch trạm y tế xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, quay lại hình ảnh bé gái nhỏ 5 tuổi một mình lên xe y tế của bệnh viện huyện Bình Chánh để đến bệnh viện Trương Vương điều trị Covid-19. Nhìn hình dáng nhỏ bé trong trang phục phòng hộ cá nhân rộng thùng thình, một mình leo lên chiếc xe cấp cứu, ai nấy không khỏi xúc động. Được biết, trước đó bà của em bé này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và đã được đưa đi điều trị. Mẹ bé là F1 được đưa đi cách ly tập trung, sau đánh giá nguy cơ, bé được cách ly ở nhà với bà ngoại và dì. Sau đó bà ngoại cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được chuyển đi điều trị. Ngày 23 tháng 6, bé có triệu chứng và được làm xét nghiệm cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được các cô chú nhân viên y tế đưa đi điều trị tại bệnh viện Trưng Vương. Theo lời kể của các nhân viên y tế, bé gái nghe lời các cô chú y tế hướng dẫn mặc đồ phòng hộ, tự mình lên xe và ngoan ngoãn ngồi yên suốt chặng đường. Bé ở nhà cùng với bà ngoại đang điều trị tại Bệnh viện Trương Vương, hiện tình trạng ổn định. Hiện nay, thành phố cũng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ mắc Covid-19. Riêng Bệnh viện Trương Vương đang điều trị Covid-19 cho 38 trẻ trong độ tuổi từ dưới 1 tuổi đến 11 tuổi. Nguyên nhân là trong thời gian này các bé được ở nhà không đi học và có thể bị lây từ người lớn trong gia đình. Vì vậy các bậc cha mẹ, người lớn trong gia đình cần có trách nhiệm tuân thủ biện pháp 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, tuân thủ quy định trong khu phong tỏa, khu cách ly nhằm hạn chế rủi ro cho bản thân và gia đình của mình, đặc biệt là trẻ nhỏ.